Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì hôm nay mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. FBI bắn chết người từng đe dọa ông Biden. FBI bắn chết Ray Robertson, người từng dọa ám sát Tổng thống Biden và nhiều quan chức Mỹ trong quá trình khám xét nhà nghi phạm. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm 9 tháng 8 thực hiện lệnh bắt và khám xét nhà một người đàn ông ở khu vực Provo, thành phố Salt Lake, thuộc bang Utah. Trong quá trình đột kích, các đặc vụ FBI đã nổ súng bắn chết người đàn ông này. FBI không công bố danh tính hay lý do họ truy bắt người đàn ông. Sở Mật vụ Mỹ tuyên bố đã nắm thông tin về cuộc điều tra của FBI liên quan đến một người đàn ông ở Utah từng đe dọa các yếu nhân. Hồ sơ từ văn phòng công tố Utah cho thấy người đàn ông bị bắn chết tên là Ray Robertson. Người này hồi tháng 9 năm 2022 đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi ám sát Tổng thống Mỹ Joe Biden và phó Tổng thống Kamala Harris. Robertson tiếp tục đăng các nội dung nhắm vào Tổng thống Biden trước chuyến thăm của ông tới bang Utah hôm 9 tháng 8. Robertson còn đe dọa công tố viên Alvin Bragg, người điều tra cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Người đàn ông này từng đăng bài viết tuyên bố sẽ đến New York để sát hại công tố viên Bragg. Robertson đối mặt với các cáo buộc về đe dọa Tổng thống, cản trở và đe dọa trả thù các quan chức thực thi pháp luật. Tin kế tiếp, chuẩn tướng được Mỹ kỳ vọng cứu vãn khủng hoảng Niger. Mỹ đã rất thất vọng khi biết chuẩn tướng Ba Mao tham gia đảo chính ở Niger, nhưng giờ chưa biết đặt hy vọng vào ông để kết nối với chính quyền quân sự. Cuộc đảo chính hồi cuối tháng 7 do lực lượng cận vệ Tổng thống Niger tiến hành để lật đổ lãnh đạo thân phương Tây Mohamed Bazoum đã khiến Mỹ bất ngờ. Điều họ cảm thấy cay đắng hơn là khi chuẩn tướng Moussa Salau Ba Mau xuất hiện cùng nhóm sĩ quan tiến hành đảo chính trên truyền hình quốc gia Niger, thông báo thành lập chính quyền quân sự. Tướng Ba Mau là người mà quân đội Mỹ đã đặt niềm tin và xây dựng quan hệ trong gần 30 năm qua, coi ông như một đồng minh thân cận trong cuộc chiến chống phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Al-Qaeda ở châu Phi. Ông là người đã được quân đội Mỹ gửi tới học ở Đại học Quốc phòng danh giá tại Washington, từng mời các sĩ quan Mỹ tới nhà dùng bữa tối. Ông cũng là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ từng đóng vai trò quan trọng trong ngăn chặn làn sóng IS và Al-Qaeda lan rộng ở Tây Phi. Chuẩn tướng Ba Mao là người rất phù hợp với chúng tôi, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết về tháng trước. Sau khi đảo chính xảy ra, tướng Ba Mao dường như vẫn có vai trò như vậy với Mỹ. Hai tuần sau khi Tổng thống Bazoum bị lật đổ, tướng Ba Mao đã nổi lên như kênh ngoại giao chính giữa Mỹ và chính quyền quân sự Niger. Các chỉ quan quân đội và nhà ngoại giao Mỹ có số điện thoại của ông Ba Mao và nghĩ rằng ông là cơ hội tốt nhất để khôi phục nền dân chủ ở Niger, cũng như ngăn chặn nguy cơ một cuộc chiến quy mô lớn bùng lên trong khu vực. Ngày 8 tháng 8, Ba Mao gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tại thủ đô Niamey của Niger trong 2 giờ. Cuộc nói chuyện không mang lại kết quả như mong đợi, nhưng bà Newman nhân cơ hội này đã thúc giục Ba Mao làm trung gian đàm phát một thỏa thuận cho phép Niger và các đồng minh phương Tây lâu năm quay lại hợp tác chống Al-Qaeda, IS và Boko Haram. Mỹ cũng không muốn quốc gia Tây Phi này trở thành tiền đồng khác cho tập đoàn quân sự tư nhân quốc nợ của Nga. Rất nhiều người trong chúng tôi hy vọng ông ấy có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thiếu tướng không quân về hưu Mark Hicks, người từng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Mỹ ở châu Phi năm 2017 đến năm 2019 và xem Ba Mao là bạn thân, nói. Sahel nằm ở phía nam sa mạc Sahara là nơi các nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động mạnh, khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng trong những năm gần đây. Đây được xem là chiến trường lớn nhất trong nỗ lực đối phó với các nhóm Hồi giáo cực đoan trong hơn 20 năm qua của Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, bà Nuland đã rời cuộc họp tuần này với Ba Mao mà không hứa hẹn đàm phán thêm. Chính quyền quân sự từ chối đề nghị cho bà tới thăm Tổng thống Bazoum hoặc gặp tướng Adubahamanetiani, người lãnh đạo cuộc đảo chính. Chúng tôi cần ông Ba Mao xác định rõ lập trường, bà Nuland nói.
Sĩ quan Đức bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Một sĩ quan từng làm việc trong cơ quan phát triển vũ khí Đức bị bắt vì nghi chuyển thông tin cho Nga. Sĩ quan tên là Thomas Hayes bị bắt ngày 9 tháng 8 tại thành phố Köln, miền Tây nước Đức. Căn hộ và nơi làm việc của người này bị lục soát. Bị cáo bị nghi ngờ làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài. Văn phòng công tố Liên bang Đức cho biết, người này tháng 5 tiếp cận Tổng lãnh sự quán Nga ở Bonn cùng Đại sứ quán Nga tại Berlin và đề nghị hợp tác. Trong quá trình đó, anh ta chuyển thông tin có được trong quá trình làm việc để các cơ quan tình báo Nga tiếp nhận. Thông tin có đoạn. Thomas Hayes từng làm việc tại Cục Thiết bị, Công nghệ thông tin và hỗ trợ lực lượng của quân đội Đức. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm phát triển, thử nghiệm và cung cấp các loại vũ khí cho quân đội Đức, từ vũ khí cá nhân của các binh sĩ cho tới thiết bị công nghệ thông tin phức tạp của xe tăng và tiêm kích. Giới chức Đức cho biết, tình báo quân đội và văn phòng bảo vệ hiến pháp liên bang BFV phối hợp chặt chẽ trong cuộc điều tra nhằm vào Thomas Hayes. Hồi tháng 6, BFV đã cảnh cáo về nguy cơ hoạt động gián điệp của Nga trong bối cảnh nước này có xung đột với Ukraine. Báo cáo thường niên của BFV cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga cũng như viện trợ quân sự cho họ dành cho Ukraine khiến Moscow ngày càng quan tâm đến thu thập thông tin. BFV cho rằng các cơ quan tình báo Nga đang cố gắng đưa thêm đặc vụ mới tới Đức cũng như gia hạn hoạt động với đặc vụ hiện có. Đức hồi tháng 12 năm 2022 bắt một nhân viên của cơ quan tình báo liên bang BND với cáo buộc chuyển thông tin cho các cơ quan tình báo Nga. Một người bị nghi ngờ là đồng phạm của nhân viên BND nói trên bị bắt vào tháng 1. Giới chức Đức tiết lộ rất ít thông tin về vụ bắt nhân viên BND này. Truyền thông Đức đưa tin người này có quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm đến từ chiến dịch nghe lén của BND trên toàn cầu. Đức hồi tháng 4 trục xuất một số nhân viên ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp. Nga sau đó trục xuất 20 nhân viên ngoại giao Đức để trả đũa. Tới tháng 5, Nga giới hạn số nhân viên Đức được làm việc ở nước này ở mức 350 người, khiến hàng trăm công chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức Đức ở Nga phải về nước. Đức sau đó đáp trả bằng cách đóng 4 trong số 5 lãnh sự quán của Nga. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin khá là hay và hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Australia điều tra nghi án đầu độc bằng nấm mũ tử thần. Bữa ăn nghi có nấm mũ tử thần đang là tâm điểm vụ điều tra giết người ở Australia sau khi 3 người chết, 1 người nguy kịch. Cảnh sát bang Victoria ngày 9 tháng 8 cho hay Erin Patterson mời bố mẹ chồng cũ là Gay và Don Patterson cùng vợ chồng em gái của mẹ chồng cũ là Hester và Lan Wilkinson tới nhà ở thị trấn Leogantha, miền nam Victoria ngày 29 tháng 7. Vài ngày sau, bà Gally, 70 tuổi và em gái Hester, 66 tuổi, chết trong bệnh viện. Don Patterson, 70 tuổi, qua đời hôm sau. Ông Lan, 68 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch. Cái chết của ba người gây chấn động thị trấn nhỏ khoảng 10.000 dân trong những ngày gần đây. Thám tử Dean Thomas thuộc đội điều tra hình sự của cảnh sát Victoria cho hay Erin, 48 tuổi, bị tình nghi là người nấu nướng và là người lớn duy nhất không gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, cô chưa bị cáo buộc tội danh nào. Erin đã ly thân với chồng là Simon, nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ tốt. Hai con chung của cô và chồng cũng có mặt ở bữa trưa, nhưng ăn đầu khác và không có dấu hiệu ngộ độc. Chúng tôi phải giữ quan điểm mở về vụ này. Cũng có thể cô ấy vô tội, Thomas nói. Nhưng chúng tôi vẫn phải điều tra thấu đáo, bởi có 4 người dùng bữa và 3 người đã chết. Thomas cho hay 4 khách mời của Erin có triệu chứng ngộ độc nấm mũ tử thần, dù báo cáo kiểm tra độc tính chưa chỉ ra chính xác họ đã ăn gì. Cơ quan y tế Victoria hồi tháng 4 từ cảnh báo về nấm mũ tử thần, gọi đây là loại nấm cực độc và liệt kê các triệu chứng sau khi ăn ngộ độc, như đau quặn bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Ngay cả khi các triệu chứng ban đầu thuyên giảm, tổn thương gan nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Nấm mũ tử thần có nguồn gốc từ châu Âu, được xuất hiện ở Australia từ những năm 1960 và thường ngọc gần những loại cây du nhập từ nước ngoài như cây sồi. Hiện chưa rõ nấm được Erin sử dụng trong bữa trưa có nguồn gốc từ đâu và là loại nấm nào. Chất đặc thông nấm không thể bị phá hủy trong quá trình nấu nướng, đông lạnh hay sấy khô. Chỉ ăn một lượng nhỏ cũng có thể tử vong.
trao đổi với truyền thông địa phương bên ngoài nhà của cô vào hôm 7 tháng 8, Erin bác bỏ mọi hành vi sai trái. Tôi vô cùng đau lòng, tôi rất yêu mến họ. Tôi không thể tin rằng điều này đã xảy ra. Tôi rất xin lỗi, người phụ nữ 48 tuổi nói. Erin không trả lời câu hỏi của phóng viên rằng cô đã nấu món gì và yêu cầu hãy để mình được yên. Cảnh sát đã khám nhà Erin và thu giữ một số đồ đạc. Trong khi đang điều tra, họ yêu cầu người dân hãy tránh xa nấm dại. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng Trò Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ trong mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới thì được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của quý khán giả trong và ngoài nước nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà với những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.